bạn sẽ tránh bao xa với những người nói chuyện kiểu này. Thứ chúng ta phải xem xét trước khi muốn kết giao với ai đó chính là nhân cách. Chỉ những người có phẩm chất nhân cách tốt mới đáng để kết giao và tin tưởng. Kết giao với những người nhân cách không tốt thì kết quả sau này sẽ chỉ là những rắc rối vô tận. Muốn biết nhân cách của một người có tốt hay không, chúng ta có thể phán đoán qua cách nói chuyện của họ. Một người hay nói chuyện theo bốn kiểu sau đây, nhân cách nhất định không tốt. Những người như vậy, tốt nhất tránh được bao xa thì hãy tránh. 1. Thích dẫm lên nỗi đau của người khác. Con người với nhau thường được kết nối bằng lời nói. Người khéo léo, nói chuyện luôn có chừng mực. Người thô lỗ, thế nào cũng nói. Một người nếu biết cách nói chuyện, nhất định sẽ để ý đến cảm xúc của người khác. Khi người khác thất vọng, họ sẽ nói điều gì đó an ủi để an ủi họ. Tuyệt đối không nhắc tới chuyện vui của mình. Khi người khác buồn, họ sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng trong thực tế, luôn có những người thích khoe khoang. Bất kể làm gì, họ đều luôn muốn tỏ ra mình hơn người khác. Một đồng nghiệp ở công ty tôi vì lấy được chồng giàu nên suốt ngày ở văn phòng kể lể chồng mua cho chiếc túi đắt đỏ ra sao, xe ô tô hãng gì, nhà to như thế nào. Ở văn phòng, khi đó lại có rất nhiều nữ sinh vừa mới tốt nghiệp. Mỗi lần nghe thấy điều đó đều cảm thấy không thoải mái. Có thể nói, người như vậy ở bên bạn chỉ là muốn lợi dụng bạn, chứ không hề muốn đối xử thật lòng với bạn. Chỉ những người tử tế, từ bên trong thì khi nói chuyện mới để ý tới cảm xúc của người khác. Đây cũng là một biểu hiện của người có IQ cao. 2. Nói chuyện không có lương tâm, thế nào cũng nói. Lương tâm là đạo đức căn bản của con người. Khi một người nói chuyện mà trong câu nói của họ không tồn tại thứ đạo đức căn bản này, có thể nói họ là người thờ ơ, lạnh lùng. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, khi nói về áp lực khiến học sinh phải tự tử, một người bạn cùng lớp của tôi nói rằng tự tử là tốt. Nhiều người như thế, áp lực cạnh tranh lớn, bớt đi một người, bớt đi một phần áp lực. Khi đó, tôi thật sự không còn gì để nói. Khi tất cả mọi người cảm thấy đau buồn thương xót, thì sự thờ ơ và lạnh nhạt của cậu ta cho chúng ta thấy thế nào là ích kỷ. Ở cùng những người như vậy, đừng bao giờ trông cậy rằng họ sẽ giúp bạn. Bởi vì mặt xấu xa của họ lớn hơn lương tâm của họ rất nhiều. Một người có lương tâm sẽ không bao giờ nói ra những lời cực đoan như vậy. 3. Nói lời không giữ lấy lời. Nhất ngôn cửu đỉnh mới là biểu hiện của người quân tử. Một người luôn hứa này hứa nọ, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ làm được. Suy cho cùng, không phải là người đáng tin cậy. Bởi họ chỉ là đang muốn nịnh bạn, chứ không hề muốn thực sự giúp đỡ bạn. Tôi đã gặp một đồng nghiệp như vậy. Cậu ta thật sự rất thông minh, nhưng lại có một tật xấu là hay trì hoãn. Lãnh đạo giao cho tôi và cậu ta một dự án. Dự án đó lãnh đạo đang cần gấp. Tôi hỏi cậu ta liệu ngày thứ hai có thể bàn giao công việc cho tôi không? Cậu ta nói được. Nhưng kết quả, ngày thứ hai cậu ta lại nói rằng mình vẫn chưa xong. Đáng nói là tôi chỉ cần một ngày để hoàn thành công việc. Với trí tuệ của cậu ta thì việc này chẳng có gì là khó khăn cả. Kết quả, vì cậu ta mà cả đội bị mắng. Dù bạn có giỏi tới đâu, nhưng nếu nói lời không giữ lời và còn làm ảnh hưởng đến người khác thì bạn hoàn toàn không là gì trong xã hội này cả. 4. Nói xấu sau lưng người khác.
có một kiểu người khẩu Phật tâm xà. Bề ngoài trông có vẻ là một tri thức, một người rất dịu dàng, dễ gần, nhưng lại thích nói xấu sau lưng người khác. Kiểu người hai mặt này là kiểu người khiến người khác khó chịu nhất. Họ là điển hình của kiểu người tâm cơ, thích lợi dụng, chia rẽ người khác, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. Loại người này tuyệt đối không được kết giao, bởi người chịu thiệt thòi sẽ chỉ là bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ khi nào thì sẽ đâm sau lưng bạn. Thay vào đó, hãy học cách phản kích một cách thích đáng, để họ biết rằng bạn không phải là người dễ bắt nạt. Nói chung, xã giao là một môn nghệ thuật. Kết bạn với những người đồng chí hướng, nhân cách tốt, cuộc sống sẽ thuận lợi. Nhưng kết bạn nhầm người sẽ chỉ khiến bạn rước họa vào thân. Đối phó với những người như vậy, cách tốt nhất là cho họ thấy bạn không phải là một người dễ động vào, và sau đó là tránh càng xa càng tốt. Sai lầm lớn nhất của đời người. Có thể nói, thái độ của bạn sẽ quyết định đến sự thành công trong công việc hay trong cuộc sống. Và sai lầm lớn nhất của đời người, đó là không nhận ra cái sai của mình, sống mãi với cái tôi quá lớn. Kỳ thực, trong cuộc sống có nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa tự ái và sự tự tin. Cái tôi lớn và tự trọng lớn. Thực chất, cái tôi lớn chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm sự tham sân si mà thôi. Cái tôi tồn tại theo lẽ tự nhiên. Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi, và mỗi người đều có cái tôi riêng, không ai giống ai. Từ đó hình thành nên tính cách cá nhân rất khác nhau, cho dù chúng ta cùng sống trong cùng một xã hội. Trong triết học, cái tôi hay bản ngã là phạm trù phản ánh cái riêng có được của trung tâm tinh thần một con người. Được hiểu là cái tôi ý thức, hay đơn giản là cái tôi bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác. Hiểu được giá trị thật về cái tôi của mình, người ta có thể là chính mình và sống thật với mình hơn. Họ sẽ không bị môi trường chung quanh chi phối cách nhìn về cái tôi của họ, không mặc cảm tự ti, cũng như không dễ bị tổn thương hay chạm tự ái. Cái tôi quá lớn tự mình làm mình khổ đau. Những khổ đau bất an trong cuộc đời mỗi người đa phần xuất phát từ cái tôi thái quá. Người có cái tôi quá lớn là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, và xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác. Không cần biết điều mình làm đúng hay sai, cứ tự hào một cách vô ý thức. Chính cái tôi đó sẽ khiến họ thành người láo toét, hóng hách, coi khinh người khác. Không biết những người có cái tôi quá lớn, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không? Và có một điều rất quan trọng trong cái tôi cao đó, là chúng ta coi trọng giá trị bản thân mình hơn giá trị của người khác. Bạn nghĩ rằng khi bạn ăn mặc lịch sự bước vào những nhà hàng sang trọng, làm việc trong một công ty danh tiếng, chuyên nghiệp, là bạn hơn một người nào đó làm công việc chân tay bốc phát ở vỉa hè. Nếu có suy nghĩ như vậy, thì tất cả mọi thứ bạn đang có đều là vô giá trị. Bởi mỗi con người ở cuộc sống này đều có một vị trí để sống. Vị trí nào cũng cần thiết, quan trọng và có giá trị riêng. Còn mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nếu như bạn chỉ nhìn thấy giá trị của bản thân mình mà không nhìn thấy được giá trị của những người xung quanh, chắc chắn bạn sẽ không thể bước được bất cứ đâu. Đừng tìm cách bảo vệ cái tôi. Khi gặp thất bại, đừng chửi mắng mình. Khi người khác thất bại, đặc biệt người thân, thì đừng công kích họ.
đừng mất thì giờ và sức lực đi bảo vệ hình ảnh cái tôi của mình. Khi bạn thấy mình có vẻ muốn bảo vệ cái tôi dữ quá, thì hãy nhớ, các hăm dọa cho cái tôi này thường không có thật. Hãy tập trung giải quyết các tình huống cụ thể bên ngoài thì tốt hơn. Đừng nuôi dưỡng cái tôi. Thật ra, nếu bạn có tưởng tượng ra mục tiêu của đời mình là gì thì cũng ok. Nhưng coi chừng, kiểu cố gắng như thế để biến tướng cuộc đời bạn theo ý mình chỉ tổ làm cho cái tôi của bạn thêm lớn lao và thêm đáng ghét. Cứ chạy theo mục tiêu đích nhắm trong cuộc đời, có thể sẽ làm bạn thấy mục tiêu của cuộc đời là phải hoàn tất cái gì đó trong tương lai, khiến bạn sẽ quên là cuộc đời duy nhất mà bạn đang có chính là cuộc đời vào ngay lúc này, chứ không phải của quá khứ và tương lai. Hãy nắm bắt cái hiện tại. Tập bớt nói chuyện với trí não. Hãy làm sao để tâm trí ta được lặng yên, chỉ nghĩ về mình khi nào cần giải quyết cái gì đó có tính thực tiễn của cuộc sống mà thôi. Thiền là phương pháp tốt nhất, bạn sẽ bình thản hơn, chú ý hơn và bằng lòng hơn.